Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục cải cách hành chính số tháng 10 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với ghi nhận của phóng viên chuyên mục về kết quả đạt được của các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Thưa quý vị khán giả, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019. Trong tháng 10, Thanh tra Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức viên chức đợt 3 năm 2019 đối với 17 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã kiểm tra 7 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 đơn vị thuộc Sở Y tế, 2 đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân hai phường Phùng Chí Kiên và Sông Cầu, thuộc thành phố Bắc Cạn và Liên minh hợp tác xã tỉnh qua kiểm tra hầu hết các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số đơn vị thực hiện chưa tốt một số nội dung nhưng chưa đến mức vi phạm qua đó đã nhắc nhở tại chỗ như một số công chức viên chức chưa cập nhật xử lý các văn bản phối hợp xử lý trên hệ thống hồ sơ công việc một số ít công chức viên chức chưa thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức viên chức Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong cải thiện cải các cách thủ tục hành chính, do đó Sở Tư pháp và các cấp chính quyền địa phương đã thường xuyên thực hiện kiểm tra, giả soát, qua đó nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa. Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giả soát các văn bản quy phạm pháp luật, các phòng tư pháp đã có văn bản hướng dẫn cấp xã về công tác kiểm tra văn bản và hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với các huyện thành phố, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tập trung giả soát các thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Sở đã thực hiện giả soát gần 230 thủ tục hành chính, trong đó phối hợp với các đơn vị thực hiện giả soát 85 thủ tục hành chính và tiến hành giả soát độc lập 85 thủ tục hành chính và gần 120 văn bản. Đề mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng công tác, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế tỉnh Bắc Cạn đang đẩy mạnh thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã thực hiện ra soát đối với 30 thủ tục hành chính, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố danh mục 7 thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung 22 thủ tục, bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đều được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm điện tử mức độ cao của tỉnh. Hiện toàn ngành có trên 77% thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3 và gần 23% thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 4. Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, trong thời gian tới, ngành y tế Bắc Cạn sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành ra soát các thủ tục hành chính, thủ tục khám chữa bệnh, đặc biệt đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế, kịp thời bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với tình hình mới. Đến thời điểm này, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố Bắc Cạn chiếm 75% tổng số dịch vụ công của thành phố. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ cho phép tổ chức cá nhân thực hiện thông qua môi trường mạng Internet ở bất cứ nơi đâu chỉ phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước đóng lệ phí nếu có và nhận kết quả. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí nếu có trực tuyến thông qua các hệ thống thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được thực hiện trên địa bàn thành phố, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, thành lập hoạt động của doanh nghiệp, kinh tế tập thể, lĩnh vực du lịch văn hóa, giáo dục đào tạo, hệ thống văn bằng chứng chỉ, lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong cải cách chỉ số cải cách hành chính. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, công tác cải cách hành chính của tỉnh đang tiếp tục được tích cực thực hiện, phần đầu tạo đột phá, tăng thứ hạng, mục tiêu là tăng chỉ số cải cách hành chính, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Trong những tháng cuối năm 2019, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ 6 lĩnh vực cải cách hành chính, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó trọng tâm là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy khi chính phủ ban hành các nghị định, quy định về vấn đề này. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng tốc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, góp phần sớm đưa Bắc Cạn vào tốt các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính khá. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Cạn đã chính thức đi vào hoạt động được gần 2 tháng. Đây là quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo bước phát triển mới về cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại, minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn, hạn chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị. Đây là cái nơi đầu mối để giải quyết các cái việc ký nghị, đề nghị cũng như là việc đăng ký, thế rồi là phát triển của doanh nghiệp. Thì hai cái cơ quan, là hai cái bộ phận này sẽ giúp việc cho kể cả người dân và doanh nghiệp để làm sao mà tăng được cái sự hài lòng của dân cũng như là cái, cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh từ nay đến cuối năm tỉnh bắc cạn tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành đơn vị gắn với công tác cải cách hành chính khắc phục cho được những hạn chế như kiến nghị đơn giản hóa còn ít sự hài lòng của người dân chưa cao vẫn còn hồ sơ giải quyết chậm việc triển khai thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại cấp huyện còn chậm tiến độ đề ra số cơ quan đơn vị thực hiện cơ chế liên thông còn ít cơ chế một cửa tại nhiều đơn vị hoạt động chưa đúng theo quy định trước hết là muốn để cái cải cách hành chính của chúng ta à, nâng cao được cái thứ bậc ấy thì trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp mà đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đây là vấn đề mà chúng ta cần phải tập trung có thể nói nhiệm vụ cải cách hành chính đặt ra ngày càng nặng nề cho tỉnh Do có nhiều điểm đổi mới, đòi hỏi trách nhiệm thực thi cao hơn. Nếu việc triển khai tất cả các công việc này không đồng bộ, nghiêm túc thì sẽ không tạo sự chuyển biến căn bản cho nền hành chính hiện tại. Do vậy để thực hiện công tác cải cách hành chính có hiệu quả, việc làm đầu tiên là phải quan tâm đến công tác cán bộ. Với ý nghĩa và trọng trách đặt lên vai từng người cán bộ các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đã được ban hành. Với mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, huyện Trợ Đồn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Một trong những giải pháp trọng tâm được huyện Trợ Đồn tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đến nay trên địa bàn huyện, hệ thống mạng cáp quang đã được kết nối đến 22 xã thị trấn, 100% các cơ quan đơn vị của huyện có kết nối internet băng thông rộng và có kết nối mạng LAN. 100% ủy ban nhân dân các xã thị trấn có kết nối internet băng thông rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 100% các cơ quan đơn vị thuộc diện theo quy định. Tỷ lệ cán bộ công chức viên chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được đưa vào hoạt động có hiệu quả tại các cơ quan đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã việc đầu tư cơ sở vật chất, công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động cũng được tập trung thực hiện. cũng được sự quan tâm của cấp trên cũng như là chỗ xã cũng mỗi một năm là tiết kiệm để mà hiện nay tại xã thì có 19 định xuất thì hiện nay đều cũng có là 19 cái máy rồi. Nói tóm lại là cũng có người một máy để thực hiện cái công việc hàng ngày. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Trịa Đồn đã hoàn thành giả soát, đánh giá thủ tục hành chính đối với 70 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và 50 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Những tháng đầu năm tiếp nhận được 180 hồ sơ, trong đó trên 150 hồ sơ trả đúng hạn, 152 hồ sơ quá hạn, 6 hồ sơ, 22 hồ sơ đang trong thời hạn xem xét. Hệ thống một cửa điện tử một cửa điện tử liên thông của huyện đã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 90%. Bên cạnh đó, hệ thống email công vụ đã được đưa vào sử dụng trong toàn thể các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã, phục vụ đắc lực cho các hoạt động của cấp ủy chính quyền địa phương. Là tất cả các thủ hành chính là của người dân đến để làm việc đấy thì tôi đã tạo điều kiện được là phần một cửa làm một cửa từ tư pháp về văn phòng địa chính, tức là các khối dưới thì chúng tôi sẽ là điều kiện cho bố trí cho anh em liên thông vào một cửa làm trong, trong trong một, một thống nhất. Những tháng cuối năm 2019 để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra giám sát, ra soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 10 năm 2019 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.